6 đồ án quy hoạch phân khu nội đô lịch sử có ký hiệu là H11 ABC, H12, H13 và H14, tỷ lệ 1 trên 2.000 đã được phê duyệt và công bố công khai. Phạm vi quy hoạch của 6 đồ án có diện tích hơn 2.700 ha của 4 quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng. Đây là nhóm quy hoạch phân khu cuối cùng của đô thị lịch sử được phê duyệt. Với những yếu tố đặc thù về kinh tế xã hội và các giá trị văn hóa lịch sử, khu vực lõi của nội đô có nhiều lợi thế, song cũng phải đối diện rất nhiều áp lực. Một trong những vấn đề nổi cộm đó là cải tạo chung cư cũ. Mặc dù rất được kỳ vọng, nhưng 6 đồ án quy hoạch phân khu mới được công bố chưa thể đưa ra lời giải cho chung cư cũ. Ông Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội mới đây đã bày tỏ quan điểm cần thay đổi tư duy về cải tạo chung cư cũ và đặt câu hỏi tại sao ép chung cư cũ không tăng tầng khi xây mới, trong khi nhiều chung cư cao tầng vẫn cứ mọc lên ở nội đô. Đây cũng là câu hỏi của người dân đang sống tại các chung cư cũ. Có những cái quy hoạch nó mang cái tính, tức là chưa mang một cái tính tổng thể, mà tức là mạnh nơi nào, nơi ấy làm. Ví dụ như những cái nhà máy xí nghiệp lẽ ra xây dựng trường học hay vườn hoa thì đua nhau xây dựng chung cư cao tầng, làm cho cái hạ tầng giao thông nó bị quá tải và nó dẫn đến cái kẹt xe. Vậy bài toán cải tạo chung cư cũ sẽ được giải quyết như thế nào sau khi đã có quy hoạch phân khu làm cơ sở để triển khai các đồ án quy hoạch chi tiết tiếp theo của các quận nội đô? Quy hoạch chung thủ đô được cụ thể hóa tại 6 đồ án quy hoạch phân khu khu vực nội đô đã xác định rõ. Các quận nội thành sẽ phát triển theo hướng hạn chế nhà cao tầng. Tiêu chí này đã và sẽ tiếp tục hỗ trợ cho mục tiêu không gia tăng dân số. Số lượng dân 887.000 người hiện trạng là theo số liệu của Tổng dân số nhà ở điều tra tháng 4 năm 2019, và đến năm 2030 và 2050 thì khu vực dân số này là giảm về 672.000 người. Tổng thể của nội đô lịch sử là bao gồm có 4 quận và phần cơ bản không gian của quận Tây Hồ. Thì trong khu vực mà từ Vành Đai 2 đến Hữu Ngạn Sông Hồng là 1,2 triệu dân, thì thời gian tới đến 2030-2050 sẽ phải rút về là 0,8 triệu dân. Việc di rời các cơ sở sản xuất, cơ sở đào tạo, y tế và trụ sở một số bộ ngành ra ngoài. Và trên cơ sở sở di rời đó thì sẽ bổ sung hoàn thiện đầy đủ hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật còn thiếu và hạn chế phát triển các cái nhà cao tầng trong vùng này, cũng như kiểm soát về sự gia tăng dân số cơ học. Và một cái yếu tố quan trọng đó là làm quyết tâm để làm sao giảm được dân số trong khu vực này. Hà Nội có 1.579 nhà chung cư cũ, chủ yếu xây dựng giai đoạn 1960-1980, thuộc diện cần cải tạo, nhưng đến nay chỉ có 18 chung cư được xây lại, đưa vào sử dụng. Các chung cư cũ được chia thành hai loại, chung cư tập trung theo khu 75 khu với 1.273 chung cư và 306 chung cư riêng lẻ. Các chung cư này chủ yếu tập trung tại các quận nội thành cũ, Ba Đình 214 nhà, Đống Đa 415 nhà, Hai Bà Trưng 244 nhà, Hoàn Kiếm 99 nhà. Ngoài ra còn một số khu tại quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Cầu Giấy, trong đó nhà chung cư của các tập thể cũ cao từ 4 đến 5 tầng là hơn 800 nhà. Qua giả soát phân loại, hiện có 200 nhà nguy hiểm cấp C, 137 nhà cấp B và 7 nhà thuộc diện nguy hiểm cấp D. Các loại nhà từ 2 cho đến 5 tầng mà bây giờ đã 60 năm nay rồi, xuống cấp một cách nghiêm trọng rồi. Do đó cho nên là chúng ta cần phải có cái cải tạo đó. Nhưng mà lâu nay chúng ta cải tạo là ở một cái tỷ lệ rất ít. Mà cải tạo là chỉ lấy những địa điểm vàng và cải tạo từng chung cư mà các chủ đầu tư cảm thấy là nó có lợi cho người ta làm. Tôi nghĩ là chúng ta không thể cải tạo các kiểu chung cư như thế. Không chỉ quy hoạch chung, quy hoạch phân khu mà cả luật thủ đô cũng đã đặt ra vấn đề hạn chế gia tăng dân cư đối với các khu chung cư cũ khi quy hoạch xây dựng mới. Trong cái quy định của luật thủ đô, tức là cái định hướng rất lớn Quốc hội giao phó cho Hà Nội, cũng đặt ra vấn đề phải cải tạo các cái nhà chung cư, nhưng có nêu ra một cái yêu cầu là phù hợp với quy hoạch chung, tức là phải hạn chế cao tầng, không gia tăng dân số, không gia tăng áp lực hạ tầng kỹ thuật cho nội đô nữa. Thế như vậy thì giải pháp nào để chúng ta giải quyết nhà chung cư? Theo đánh giá của các chuyên gia, trước hết,
Hà Nội cần phải rà soát lại toàn bộ hiện trạng các khu chung cư và rà soát lại các đồ án quy hoạch, quy chế quản lý, thiết kế đô thị. Trên cơ sở đó, lên kế hoạch, kịch bản thực hiện và nhìn nhận, đánh giá, tháo gỡ những vấn đề vướng mắc. Kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho rằng, đã đến lúc Hà Nội cần phải kiểm tra, rà soát lại cả quy hoạch sử dụng đất, bởi vì muốn quy hoạch gì thì cũng phải có tài nguyên. Thí dụ một cái khu Quỳnh Mai, độ khoảng 30 cái nhà 5 tầng, vậy tôi chỉ làm 4 cái nhà, cao 40 tầng. Thế thì tôi giải tỏa được cả cái không gian mặt đất, tôi làm công viên, tôi làm vườn hoa. Và tôi làm kết nối với hạ tầng thật tốt. Và kết nối đây là gì? Phải có trạm xử lý nước thải. Chứ tôi muốn nói đây không phải là đấu nối, là chúng ta đấu luôn vào đường ống thành phố. Để cân đối các yêu cầu, nhu cầu, chỉ tiêu khi thực hiện cải tạo, xây mới các chung cư cũ, vấn đề không chỉ là quy hoạch công trình cao hay thấp, mà là quản lý mật độ dân số, giải pháp quy hoạch. Hay nói cách khác là cần phải thực hiện công việc này với tầm nhìn tái thiết đô thị, chứ không phải cải tạo từng nhà chung cư. Trong quy hoạch đô thị thì nó có là mật độ xây dựng, rồi hệ số sử dụng đất, rồi lại có là như thế để nói rằng số người trên cái hectare đấy là bao nhiêu, rồi là tầng cao là như thế nào. Tất cả cái đấy đều liên quan đến cái công tác về quy hoạch đô thị. Bởi vì nếu chúng ta không bỏ quên đi những cái chỉ số đó, thì chúng ta chỉ biết là xây dựng cao tầng, rồi có cái hạn chế về người ở thì ảnh hưởng đến cái mật độ đối với cái giao thông đô thị đó. Bởi vì trên cái diện tích đó, mà nhất là trong nội đô mà chúng ta đang có một cái chương trình để mà giải tỏa 1.2 triệu người, còn khoảng 80 vạn người trong khu vực 4 cái quận nội thị theo quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn 50 đã Thủ tướng phê duyệt. Thì đấy là một bài toán rất hóc búa. Và bài toán ấy cần phải có sự quản lý như thế nào thật chặt chẽ, mà chúng ta không khéo để chúng ta lại tăng cái người ở vào khu nội đô đấy, thì nó ảnh hưởng đến vấn đề giao thông đô thị, ảnh hưởng đến vấn đề là cấp nước, cấp điện và đặc biệt là vấn đề thoát nước. Việc khai thác quỹ đất, cái đất đai, cái giá trị lớn nhất trong đô thị đất đai chính là vấn đề giá trị đất đai. Chúng ta khai thác quỹ đất để chúng ta phát triển đô thị, tái thiết đô thị và làm cho chất lượng cuộc sống người dân tốt hơn. Cái vấn đề là vấn đề mô hình. Thì tôi cho rằng là trong những cái dự án chúng tôi đang nghiên cứu tại Việt Nam thì chúng ta thấy rằng là thậm chí chỉ cần gia tăng một cái dân số rất là nhỏ, khoảng 10% chẳng hạn, thì chúng ta đã đủ cái quy mô vốn và khai thác đất đai để chúng ta cải tạo và tái định cư tại chỗ cho người dân đang ở những cái ngôi nhà thấp tầng và xây dựng một đô thị mới xanh hơn, chất lượng cuộc sống tốt hơn, có nhiều tiện ích giáo dục, y tế cho người dân hơn và hoàn toàn là hạ tầng giao thông vẫn có thể là gánh được. Singapore là quốc gia có mật độ dân số cao và mô hình nhà ở cũng là xây nhà cao tầng, nhưng thành phố vẫn có nhiều không gian xanh. Đài Loan có một chính sách chung là xung quanh bán kính đi bộ đến các tuyến metro thì được tăng hệ số sử dụng đất gấp đôi để khuyến khích, nhưng đồng thời kiểm soát không gia tăng mật độ ở những khu vực mà khả năng tiếp cận giao thông công cộng, mật độ đường giao thông còn kém. Do vậy, cần phải nghiên cứu đầy đủ hơn để giải quyết mối lo lắng về hạ tầng, áp lực của đô thị. Quy hoạch là phải đồng bộ. Cái đồng bộ là lấy toàn bộ khu chung cư cũ với bao nhiêu ngôi nhà và bao nhiêu dân cư trong khu vực đấy để chúng ta phải tái định cư lại cho người ta. Và trong quá trình đấy chúng ta phải có cái bài toán về tái định cư. Thì chúng ta tập trung để xây dựng cái khu đó. Có thể là cuốn chiếu hay là có cái cách nào thì trong quy hoạch rất nhiều cách. Nhưng cái quan điểm của tôi là không chọn từng ngôi nhà, không phải chọn những cái điểm để chúng ta làm xong rồi để lại những cái phần đó không phải. Phải quy hoạch toàn bộ cái khu chung cư cũ đấy theo một cái quy hoạch mà rất là đồng bộ, từ dân cư cho đến cấp điện, cấp nước, rồi cây xanh, công viên, khoảng nghỉ ngơi, không gian mở như thế nào, rồi là trường học, rồi là trạm y tế, tất cả mọi thứ để tăng lên cái cuộc sống của người dân. Cái đấy trước kia chúng ta chỉ quan tâm đến ở thôi, còn bây giờ chúng ta phải quan tâm đến gì, là quan tâm đến chất lượng cuộc sống. Quy hoạch cải tạo chung cư cũ cần phải thực hiện theo hướng quy hoạch tổng thể cả khu tập thể hoặc theo từng cụm công trình để cân đối các tiêu chí về tầng cao, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, kết nối với khu vực dân cư xung quanh. Cách làm cải tạo đơn lẻ từng nhà như thời gian vừa qua chỉ là giải pháp tình thế, thậm chí còn gia tăng thêm những vấn đề khó, gia tăng áp lực cho các dự án triển khai sau.
nhìn nhận vấn đề cải tạo chung cư cũ cũng không thể chỉ nhìn vào yếu tố quy hoạch xây dựng. Cần nhận diện đầy đủ về chung cư cũ với các yếu tố từ lịch sử, hình thức sử dụng, sở hữu, vị trí đến đặc điểm dân cư, từ đó xây dựng cơ chế chính sách phù hợp với thực tế. Nếu chỉ dừng lại ở một khung thể chế rồi để các dự án tự xoay sở thì vẫn rất khó để thực hiện. Vấn đề quan trọng nữa là xây dựng lòng tin. Lòng tin của người dân với chính quyền và lòng tin của người dân với các chủ đầu tư. Tôi tin rằng là luôn có cách làm tốt hơn. Đấy, vấn đề chúng ta phải đầu tư cái sức lực và chúng ta có sự hợp tác giữa các bên, bao gồm cả cộng đồng tại chỗ, bao gồm cả nhà đầu tư và bao gồm cả chính quyền. Với một cái doanh nghiệp thì bao giờ người ta cũng có những cái chiến lược, có slogan, nó có cái tuyên bố về cái chương trình phát triển của họ. Nhưng quan trọng ấy là những cái chương trình mục tiêu chiến lược ấy thì họ thực hiện như thế nào, cái gì công cụ gì để kiểm soát họ để thực hiện cái đó như một cam kết. Nếu chúng ta không có công cụ, có các cái phương tiện để kiểm soát cái đó thì đôi khi những cái lời hứa của các doanh nghiệp họ chỉ thực hiện chừng mực nào đó để phù hợp với luật, nhưng còn thực chất là không đảm bảo. Thì cái này tôi nghĩ là trong quy định cũng phải có cái kiểm soát nó, khi mà ông đưa ra một cái chiến lược, một cái chương trình, một cái tầm nhìn hay một cái gì đó với một cái vùng lãnh thổ hay một khu đất mà anh được đầu tư phát triển, thì chắc chắn chúng ta phải kiểm nghiệm nó theo định kỳ từng giai đoạn liệu ông có đạt được cái đấy hay không. Nếu không đạt thì phải có chế tài để mà bắt buộc phải thực hiện, hoặc không chúng ta phải có biện pháp này thôi thì mời ông là không đầu tư đấy nữa, ví dụ thế thì sẽ đảm bảo được hơn. Qua thực tế triển khai cải tạo chung cư cũ ở Hà Nội, để bảo đảm được các tiêu chí mà quy hoạch đã xác định cũng như bảo đảm lợi ích các bên, đặc biệt là tìm được sự đồng thuận trong bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Không chỉ là người ra đề bài, chính quyền phải là người đứng ra xác lập quy hoạch các đồ án quy hoạch chi tiết. Không để quy hoạch chịu sự tác động từ mong muốn về lợi ích kinh tế của doanh nghiệp và cả những mong muốn vượt qua sự cân đối, hài hòa lợi ích với cộng đồng từ phía những hộ dân sống tại các chung cư cũ. Đến thời điểm này, cùng với 6 đồ án quy hoạch phân khu, điểm tựa cho công tác quy hoạch các khu chung cư cũ đó là quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc công trình cao tầng trong khu vực nội đô lịch sử thành phố Hà Nội. Luật nhà ở cũng đưa ra một số hướng mở, giảm áp lực cho các dự án cải tạo chung cư cũ, đó là người dân có thể tái định cư tại chỗ hoặc chọn phương án tái định cư tại địa điểm khác với những ưu đãi của nhà nước, hay tự tìm nơi ở mới cùng với những ưu đãi dành riêng. Một trong những cái tồn tại rõ nhất trong cải tạo chung cư là khó tìm được cái hài hòa lợi ích giữa nhà quản lý, giữa người dân và chủ đầu tư. Ở đây thì chúng ta có thể thấy là qua bài học của cái Kim Liên, qua bài học của Nguyễn Công Trứ thì chủ đầu tư rất mong là có nhà nước hỗ trợ, nhưng chủ đầu tư cũng rất mong muốn là được tăng cái diện tích sàn nhà ở để có thể có một cái quỹ nhà thương mại bán cho các cái đối tượng khác. Thế với cái cách làm như vậy thì rõ ràng rằng sẽ lại tiếp tục gây áp lực về dân số và hạ tầng cho Hà Nội. Quy hoạch ở đây, quy hoạch chi tiết là quy hoạch cả khu chung cư để chúng ta không tăng dân số, không tăng mật độ xây dựng mà chúng ta vẫn tạo được cái diện mạo đô thị. Theo chương trình số 03 của Thành ủy Hà Nội về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025, Hà Nội đặt chỉ tiêu hoàn thành xây dựng đề án khung cơ chế chính sách đặc thù để thúc đẩy tiến độ cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ trên địa bàn thành phố và triển khai cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ nguy hiểm cấp D, cấp độ nguy hiểm đặc biệt, có nguy cơ sụp đổ, phải di rời khẩn cấp các hộ dân. 3 khu chung cư cũ được đề xuất sớm cải tạo, xây dựng lại là Giảng Võ, Thành Công, Ngọc Khánh. Thành phố đã lập ban chỉ đạo cải tạo chung cư cũ do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội làm trưởng ban. Mong rằng với sự quyết tâm của chính quyền thành phố, chung cư cũ Hà Nội sẽ thoát cảnh bế tắc đã kéo dài gần 2 thập niên.